Giờ là 5 giờ rưỡi sáng nha mọi người. Lên đường nha mọi người. Hôm nay mình đi câu cá nước lợ nha mọi người. Cá chẽm, cá bún đục, cá cháp, cá hành rồi nha mọi người. Rồi cá ngát nữa. Cá chát luôn á. Nhìn qua chỗ này giống như nhìn Singapore vậy ha. Đang có từng quá trời. Tòa nhà cao nhất Việt Nam đó nha, cũng đứng top 3 Đông Nam Á đó. Chờ nửa tiếng rồi, được không? Lâu nè. Tới thành phố Bến Tre mọi người. Đây là đường dọc bờ kè nè. Nãy cho ba má mình xuống resort Bến Tre để đi tour du lịch đi rồi mình đi câu mọi người. Giờ bắt đầu mình mới qua bên Bình Đại này. Đây qua bên Bình Đại cũng tầm khoảng 60 cây nha. Mình rất thích cái cung đường này nó đẹp lắm mọi người. Đây là cái nhà hàng nổi nè mọi người, nhà hàng nổi trên sông á, làm bằng chiếc phà đó. Ở trước mặt mọi người là khách sạn Việt Úc đó, hồi xưa nó là lục lặn lớn của Bến Tre nhưng bây giờ có tòa nhà bên kia mới lớn hơn nha, tòa nhà lớn cao hơn bên kia đó. À, tòa nhà của ngân hàng Nam Á đó mọi người, hai tòa nhà này là lớn nhất Bến Tre đó. Giờ mình đến Bình Đại nha mọi người. Trước mặt mọi người là cái cảng của nhà máy điện gió Bình Đại nè, cái cảng này phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện gió đó mọi người. Chết luôn, xin nó đi cho tiền nè. Cảng này là xe lớn xuống được nha, xe tải xuống được luôn, cảng chắc cú lắm. Không có tải trọng bao nhiêu tấn thì mình không rõ nha. Khu vực cảng này nằm cách cửa biển khoảng 500m thôi nha mọi người, cho nên khu vực này cá cũng nhiều lắm nha. Đủ thứ cá nước mặn hết trơn á, nước mặn nước lợ có hết á. Mình đi sạc cái đường nhà máy nhiệt điện Bình Đại, nhà máy điện gió Bình Đại nha mọi người, xin lỗi, nhà máy điện gió Bình Đại nha. Là mình tới đây mình hỏi cái cảng này người ta chỉ cho mình nha. Vì hai đón mình ở chỗ cái cảng này nè mọi người. Mình giờ gửi xe rồi xuống đồ xong rồi mình mới đi qua bên kia. Người ta đưa mình đi nha. Chị hai sẽ đưa mình qua bên kia câu. Dì hai quay mặt đó coi dì hai. Đưa dì hai lên phim coi. Hả? Đưa cho là dì hai lên phim coi. Thôi cho dì hai bảy mấy tuổi cho nó hoành tráng. 68 hả dì hai? Hả? 68 hả? 3 thằng bay mừng đưa tặng Hà, đưa tới nơi luôn, mỗi trên kia đâu xa. Đâu dễ gì? Okay, ông ai đưa kia đi chết luôn. Để lên nữa, quay phim. Giờ mình đến nơi câu rồi nha mọi người. Trước mặt mọi người á, là sau lưng tôi á, là cái địa điểm câu của mình.
Cái này là cái đầm tôm quảng canh của dì Hai Mất nha. Dì Hai Mất ở Thế Thận Bình Đại nha mọi người. Mình nãy đi đò từ Thủ Đức qua Thế Thận, bây giờ mình qua Thế Thận Bình Cạnh. Thì đầm của dì Hai rộng khoảng mười mấy hecta mọi người. Đầm này lâu năm lắm mà không có xả đầm không gì cho nên cá lớn nhiều. Mình cũng câu nhiều chuyến, đây cá lớn nhiều lắm, mình câu chưa có dính. Nhưng mà cá vừa vừa nhỏ nhỏ cũng nhiều lắm nha mọi người. Mà câu mình đồng một trong sống mà, không có chẻm. Chỉ là mà hà này, quý cho mọi người xem đó. Thì mọi tôm sống này dì Hai xả đục, dì Hai rộng cho mình mở để mình câu. Đây còn ít quá, nó bay ra ngoài hết trơn. Ngồi mình xả lấy thêm. Nó, cái này chắc tôi không có buộc cái này nè, không buộc này ra nè. Để giờ nó phóng ra gì Hai? Không, để vậy nó không phóng mà sợ nó lủi ra thôi. Không lủi được kệ đi, để gì nó sống á. Bên sau tôi để về chỗ nấy nè. Để vậy thì nó không chết. Dì Hai để là phải có cái này lú mặt nước nó mới sống. Cái đây cái thùng đựng đồ nghề của mình nè. Thùng này đựng cục sạc dự phòng, rồi điện thoại, dự phòng 4 đồng cục nha mọi người. Đi theo quay phim mới đủ. Nên nó hết pin, hôm nay không có chỗ sạc pin nha mọi người. Rồi, điện thoại 2-3 cái, 3 cái, dự phòng 4 cục. Phố dụng cụ đồ nghề, có kem chống nắng đây nha mọi người. Thì đen quá về bị chửi mọi người. Đi mà giữ gìn sắc đẹp một chút. Còn cái hộp này là hộp máy câu nè, máy câu rồi chì câu, lưỡi câu, rồi kéo, rồi dây câu, rồi cái mấy phụ kiện linh tinh nha mọi người. Rồi cái lưỡi đâu đó, phao, rồi các kiểu, nói chung đủ thứ, đủ các món ăn chơi hết. Kéo làm cá có luôn. Mình câu xong mình làm cá, mà về nhà bỏ tủ lạnh thôi mọi người, chứ về nhà lu bu lắm, không có thời gian làm nha mọi người. Thì tôi view cho mọi người coi, thì cái này cái cống nó đang xả nước nè, nó xả nước ra cho mặt nước nó cạn, trong đầm nó cạn xong rồi nước lớn lấy vô mình mới câu được, nước vô câu cá mới ăn cho mọi người. Còn này cái bộ cần câu mình tra sẵn máy rồi nha mọi người. Mình lấy nè, giờ nó bụng quá ăn cơm đấy mọi người, ăn cơm xong mới có sức câu nha mọi người. Ăn tí mình có sức câu. Nè chung lá nè. Ông này không biết chờ để mua. Hả? Hôm nay đâu phải là chung lá. Con hả? Con hả? Em nói anh nè. Có con chim có cá đậu ra chờ rình mồi nè mọi người. Thấy cá nó bay xuống, nó chúi cái mũi xuống, cá gấp cá lên. Trời hôm nay nắng dữ lắm mọi người, dưới đồng nắng, trời nắng lắm. Rồi giờ mình chiến đấu thôi mọi người. Đây tôi đặt máy quay hơi xa, thì nào có cá thì mình zoom gần gần cho mọi người xem. Tại cái quay bằng điện thoại mà để ngoài nắng nó nóng chút xíu là nó ngưng máy nó quay không được, cho nên mình dựa cái vách nhà mình quay nè, quay xa thì dính cá này nên không rõ nên mình zoom cho mọi người xem nha, mà dính cá mình zoom cho mọi người xem. Quay ngược nắng cho nên nó hơi khó nhìn nha mọi người, mà không có cách nào khác hết trơn. Mọi người xem thông cảm nha. Mọi người để ý thấy tôi gạt cái tay lên con mắt hoài, mồ hôi nó chảy xuống mắt cay quá, lấy cái tay áo che quét mồ hôi mọi người, làm mồ hôi quá nắng rồi, nắng rớt mồ hôi luôn. Cá đó mọi người, tôi zoom cho mọi người xem. Cá này cũng nhỏ nhỏ mọi người, không có lớn lắm, bằng bàn tay luôn lại à.
dính cá đó mọi người, cá cục nhỏ đó. Cá ăn đó mọi người, dính nơi nè, nước vô nó ăn liên tục rồi, cá không có lớn nha mọi người. Nó nữa nè mọi người ơi, dính nữa nè, liên tục luôn á. Đây nữa nè mọi người, dính nữa nè. Thì con cá nóc này nó phá lưới câu lắm nha mọi người.
đang câu được mấy cái người này tới để hỏi mua đất đầm của chị Hai nè. Chị Hai năm nay gần 70 tuổi mà phải giữ cái đầm này nè mọi người, cho nên là chị Hai thì không nổi, cho nên chị Hai kêu bán thì người ta chở mấy người đi qua để coi đầm, để chị Hai bán đầm. Cậu cần nó cho nó ăn chậm lên mọi người. Đồng chí kia thả cái lon nó dính cá nè, lam sụm chân nè, để mình coi coi. Cá lớn rồi mọi người. Nãy giờ chờ nó nè. Đi cá mú, cá mú, cá mú, cá mú, cá mú. Cá mú, cá mú, cá mú, cá mú. Trời ơi. Chủ tí. Kéo qua đây nè, có bãi lại nè. Đây, bãi lại bên đây nè. Ê, gọi vô đứt dây bây giờ. Kéo ra, kéo ra, kéo ra. Kéo ra đi, kéo ra đi. Mẹ ơi. Đó, con này con không bự lắm đâu. Được.
không sao, từ từ bình tĩnh. Có muối nha mọi người. Quỷ đây, đây. Cũng vừa. Đây mọi người. Ê, hành hai con luôn. Ủa thế hai con luôn. Ừ, đã gì. Còn lo trong ngoài này để quýu coi. Ủa lo trong sống gì vậy. Lo trong ngoài coi. Nè. Đây là cái này là cái lon mình chơi lần hai lưỡi nha mọi người. Dính hai con luôn. Để cục chì xuống cho mọi người coi cái lon coi. Nè. Nó cục chì mình chia thành hai lưỡi nha. Mà nó nãy giờ nó ngủ xong lần này nó ngủ mà nó ra nó xì nè, chó ngáp phải rùi nè. Ôi. Ôi nó quá. Nói như vậy. Nó quá trời xì con cá ăn nuôi, hai con cá này đuôi mắt. Đừng có nói như vậy. Ôi nó xì bà con ơi. Giờ là mình ra 4 cái cần câu mồi tôm sống nha mọi người. Hai cái cần câu cá đối để câu cá chẽm lớn. Còn 4 cái cần đó là mình câu đủ thứ, cá chẽm, cá mú, cá hành rồi cá ngát luôn. Tối là nó sẽ mấy con cá săn mồi nó hay ăn lắm, bây giờ mình gắn chuông cho nó kêu nha, nó lục lạc nó kêu. Nhưng khi nó ăn mình không hay á, không hay lo mất cần mọi người. Tối này là hy vọng cá lớn lắm nha mọi người. Giờ cũng tối rồi mọi người. Mình thăm mồi mình để đó, chút nữa mình thăm tiếp nha mọi người. Không biết có cá không. Giờ đi đổ đục rồi mọi người. Bắt tôm rồi mình xin tôm này để mình xả, làm mồi câu tôm theo xin tôm cá con rồi mình làm mồi câu. Tôm này mình xin tôm nhỏ để mình câu nha. Thả cái bẩn này xuống. Thả cái bẩn này xuống nè mọi người. Thả nó chặn nước rồi. Đó, nhảy lên đó, đóng nước lại. Rồi kéo lưới lên nè. Kéo lưới lên mới có cá nha mọi người. Cá có tép. Đó, thu lưới lên nè. Cái này kêu là gì vậy hai? Đóng đục hả? Đóng te hả? Ừ, đóng te. Cái này kêu bằng đóng te nha mọi người. Te chứ không phải đóng đáy, nếp chú à. Đóng te vậy. Con có con gì quá trời cua ghẹ cái này đúng te nè, giờ mình đổ cái này ra, đổ cái này dài vô đây nè, xích cái này đi ế vô cái cây rồi. Ồ con cua cho bá không dạ à, đổ qua đi. Vậy? Toàn nhiên là kìa. Tôm sú không à? Cua bự nè. Toàn nhiên tôm sú. Vô mình mở cái miệng mình đổ ra mình lựa tép cua tôm riêng. Cái đục ở đẳng á còn loại ra. Còn ba lần đục này nữa. Bộ hổm nó lên lúc trên này nè. Dữ vậy hả? Tôi mới xả ra. Có không Phúc? Được hàng cá chát. Lớn không? Chắc cũng kiểu nói gì. Ở đây nè. Biết rồi. Lấy cái đục kia lên xin tép nhỏ ra để làm mồi hút. Lấy đẳng á, đâu đục đẳng á. Đục này không có hả? Đục nào cũng có, hình như hai cua hay gì Phúc. Biết nó đục hết đi. Bất cứ đâu ra. Đó, nếu chừng nó kẹp mày là nhức nách nha. Biết cột, biết cột không? Biết cột không? Để đẳng đi lát gì hai cột đó. Không muốn nè. Cái đừng khóc kêu khóc nè, nó hùng lắm á. Đây đưa mặt nó coi. Đây là con cua biển mọi người hay ăn nè. Đó, nó đó, đó. Ta bắt vậy đó. 500.000 cua có giá lắm. Ăn nổ không Phúc? Ăn cũng nổ. Ăn cũng nổ. Ồ con tôm bự nè. Này con thẻ. Được chưa? Con thẻ nè. Thẻ. Đây là con tôm sú. Đây tao phân biệt cho mình tên nè. Con tôm mà trắng này là con tôm thẻ nè mọi người. Có con đó, con này con tôm thẻ nha. Còn con này là con tôm sú nè. Con tôm nó gần đi con tôm sú nha. Con tôm sú thì nó ngon hơn tôm thẻ nha mọi người. Đâu có con thẻ nó ngon hơn, ăn ngon hơn sú.
nhưng mà con trong số nó mắc hơn á. Con bắt ít tép hay gì? Mày cứ bắt đi, tao có nói gì đâu. Em con cá cái gì? Trời, rộng cá luôn nè Phúc, cá nó cắm luôn nè. Nó không ra vậy hả? Nó chạy chạy dữ ta. Nó xíu chạy chạy dữ. Cái nước này theo ít gì là theo gì hai là tại gì hai? Tại nhiều. Nhiều qua chạy xuống thẻ không. Cái vàng vàng này có lá đước nè, lá cây đước nó rụng xuống đồng nó trôi ra nè mọi người. Đó, từ từ đêm khuya nó mới ra nhiều. Nước này mình không chạy, nước khuya con bó tay. Nước khuya nó ít hơn hả vậy hai? Ít hơn. Kỳ ta. Chạy nước nhiều ngon lắm. Chiều chạy tao ngon. Không có gì đây. Thôi bỏ đi. Con nước con đây con. Cua cho ba con mới được ký vậy hả? Ba con ký. Sáng mặn mới tới hơn. Bây giờ anh vô trong nhà của chị hai hả? Làm chồng. Nhưng mày nãy giờ mày đâu mày không thấy đó. Con ngồi ở ngoài liều. Trời ơi. Cứ giống tới nằm. Đây cũng có giọng đó. Hôm đó buổi có nào ra. mình xả đầy cái tụng không vậy hai? Có chứ. Cái tụng này là có khi xả là đầy đầy tụng rồi đó mọi người. Đầy tụng này là mười mấy ký á. Đây cái này gần 20 kg á. 12-20 kg này là cũng được gần 3 triệu nha mọi người. Một đêm nữa là 3 triệu nha. À gì hai nè, gì hai nè. Cừ khô lắm nha mọi người. Nó chinh chiến với chỗ này một đêm hôm ai mà sợ ma nó không làm nghề được đâu nha. Tôi qua cho con người ngoài đường nào giờ nó tối thui tối mình thấy không? Đâu có thấy người tắt cái đèn cái là không thấy gì luôn á. Rồi nếp gian đi. Rồi con gì lắm á. Cho nó xuống rạch luôn. Đây là được cái đục lần này là được nhiêu đây nè. Đây đặng. Hy vọng cái kia nhiều hơn. Bây giờ mình lại cái kia mình thăm tiếp nha mọi người. Đặng dính cá vậy kêu ông sùm rồi được mớ mồi bây giờ mình giờ đi thăm câu mọi người có mồi mới thăm được để tao view cho mọi người xem đó mọi người xem là cái lon mình mà bà thả đi thả xuống mọi người xem cái lon mình nè mình thả xuống cái dây nè cái dây mà nó thẳng vậy là có cá đó nha mọi người rồi quay đi mọi người xem đó nó giật nè cầm á à, đúng rồi đúng rồi đó, dính cá đó à, dính cá dễ biết đúng rồi mình cầm cái dây là nó giật à đó. Mình lúc mình chọi cái lon thì mình thấy dây nó dụng mình làm nó dụng chút rồi mình đi thăm mình thấy dây thẳng là biết có cá đó kéo lên thôi nhưng mà thẳng không thẳng thì mình cũng phải kéo lên. Ồ, có nè ôi hai con luôn mọi người từ nó coi thôi hai con luôn nghe mọi người đây con nè rồi, dưới này rồi. Con nè mày cầm tao view cái này cho mọi người xem cái này không có giới thiệu mọi người cầm mày lấy đồ cửa à, không cầm đi mày đang làm phim mà cái thẻo của mình nó vậy nè mọi người đó trên đây mình bắt một dây nha tới dưới con cá một cái rồi dưới đây con chì nè từ con chì mình xuống đây một lưỡi nữa tức là cái lưỡi mình nó nằm trên con chì nha mọi người lưỡi câu nằm trên con chì khoảng tất kia nè để khi mình chọi nó không có dính với cái dây dưới này nha. Đó, mọi người nếu mà làm này chọi cái này cũng hiệu quả lợi hại lắm mà khỏi cần cần nó cái lon đó nè giống như dân câu biển đó, người ta làm vậy đó hai con nha mọi người đó, hai con con cá này cũng ngon lắm nha mọi người đó, thấy nó nhỏ chứ nó không nhỏ đâu đó tại để xa đó thấy chưa cái này là con đó. Con này ta kêu là con cá hanh nha mọi người cá cũng bằng bàn tay chứ không nhỏ đâu nha lấy cái đồ gỡ nó nút lưỡi hết rồi ok giờ mọi người xem mình gỡ con cá này nó nút lưỡi nha cái cách gỡ nha mọi người đây là cái cây gỡ cá nè nha
tôi gỡ cho mọi người xem nè, chỉ cho mọi người cách mà gỡ luôn. Là cái cây gỡ cá, con cá nuốt lưỡi nè, mình nè, mình lọn vô đây nè, đó nha mọi người, lọn đây rồi mình xẻ vô miệng đó, mọi người thấy không đó, đưa vô miệng đó, mình cầm con dây này nè, cầm cho nó chặt nha nè, đó mình quấn cái tay mình cho chặt nè, mình đẩy nó vô nè, đó đẩy vô vậy là mình gỉ nó ra nha, để tôi làm lại nè, vậy nha mọi người, đó đó chưa, mọi người cầm nè, đó là tôi đẩy vô đó, lấy ra thấy không, lấy lưỡi này là nó không có hư cái lưỡi, nó không đứt dây nha, còn mình quay theo kiểu ngư dân á, đưa vô cái miệng này nè, đưa miệng mình quậy cái này mình gị ra thì nó đứt cái lưỡi nha mọi người. Rồi đây con này con nuốt luôn nè, mình mà câu mình ngâm kiểu này, mình ngâm mình ngủ cái này á, là nó mình không có hay ăn á, là nó ngủ nó chơi không nó nuốt không à, thôi kệ mọi người, mình không có thời gian mình ngồi canh nó đâu, ăn cái chuyện nào ngồi mệt mà ngủ lắm. Mình cứ ngủ đi rồi mình sướng thân mình trước đi, nó mà nó có sướng cái miệng đó thì mình bắt nó thôi nha mọi người, chơi vậy đi cho nó khỏe, mình chơi cả đêm được, còn mình không chơi là mình không chơi cả đêm nổi đâu, mình mệt mình ngủ à, nó dính cá cũng ngon mọi người. Con cá hành này nó có thể lên tới 1,5 kg, cá hành đen lên tới 3 kg luôn, nhưng mà hiếm gặp con đó. Cá hành đen thì miền Bắc nó có nhiều, miền Nam mình ít lắm mọi người. Giờ mình móc mồi mình chơi tiếp nè, đó mình móc mồi chơi tiếp nè, bỏ đây đi, đây cái mồi móc nè, cái này mình chơi tiết kiệm thôi anh em, mà xỏ dài con trùng dài luôn mọi người, để hai đứa đó, để cho mọi người xem, đây một lưỡi nè, nha mọi người, đây một lưỡi nè, đây một lưỡi nè. Đó, hai lưỡi là cục chỉ giữa nha. Rồi để phan để quăng cho mọi người xem. Cái này quăng cẩn cận cho cha, cẩn thận nha, có thế nha mọi người, không có quăng là quăng móc vô đít quần nha. Rồi quăng đi. Quý vị ơi, đó. Chơi cái này là nó nhìn nó ấy chứ hiệu quả lắm nha mọi người. Lon này nó không có à mọi người. Thôi không có, để chút có cá quay tiếp nha mọi người. Giờ móc mồi chọi tiếp mọi người, nó hết mồi không dính, coi dính khó dính đó mọi người, cũng hai ba lon, ba bốn lon mới có cá chứ không phải lon nào cũng có nha mọi người. Đó, chọi tiếp nha, rồi đi tiếp hả, nào đi kia chứ, nhìn giống như cả thằng cầm súng mày, giống thằng cầm dao găm, nó có súng mình có dòng găm, nó bóp cò nhảy vô đâm, biết câu đó không, có không hả, có cá không, có không, khoan nghe, có không, ừ. Con cá hành tiếp đâu có nữa nè mọi người, có hàng nè, gửi nuốt không, nuốt thôi gỡ đi, nuốt trong mà, nuốt hả, có cây gỡ lưỡi đâu, đây nè, ờ bỏ nó vậy, bỏ đâu, cho mọi người thăm thùng cá trước nha mọi người, nãy giờ cũng, đó, cá đó mọi người, hồi nãy bỏ vô cái thùng lớn rồi mọi người, cái thùng này thùng này là cái thùng để đi thăm câu thôi nè, hồi mình chuyển sang thùng lớn nha mọi người, câu đem 10 kg thôi. Cả đó đó. Nó nhiều. Câu đem 10 kg thôi. Mua hết 500.000 mồi mà không được 10 kg thôi à. Dễ ăn quá. Mọi người nhìn thấy bầu trời đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn á. Nó ẩn đỏ mà kia đẹp ghê không? Cảnh này là cảnh đêm được đẹp lắm á, đừng nói nghe. Chuyên gia câu lon nè mọi người. Xài đồ cổ điển không à, câu lon hai lưỡi nha mọi người, cứ chọi nó rồi đi ngủ hồi thăm thôi, giống như đi cắm câu vậy. Hay là làm đi, chọi cho
câu lon này nhớ dán cái bùa bùa xìa sau lưng á, nó có xìa nhiều cái, xìa cá bú rồi, thấy ghê đó mọi người, chém rồi đó, câu cần không có mà câu lon có nha, có bùa xìa chuông reo rồi có cá đó nha mọi người. Đây nha mọi người, lục lạc kêu là có cá à. Đây mọi người, em ở đây nha, bằng bàn tay thôi chứ không có bự nữa. Nào chuông reo thì mình quay tiếp nha mọi người. Giờ cũng 11 giờ mọi người. Đây. 11 giờ quá đói bụng rồi. Giờ mình nướng cá ăn nha. Nướng 4 con cá hành với con cá chép nè. 4 con này cũng cỡ 1,5 kg á. Cái rưỡi đạm này hai anh em ăn được rồi mọi người, cái rưỡi đạm sống tới sáng khỏe rồi. Không? Mình nướng một lọt cồn nha mọi người. Đây không có thấy rồi đó, rồi. Tắt đèn cho lửa đẹp ơi, tắt đèn cho đẹp đẹp cho mọi người xem ơi. Đó, đẹp lắm mọi người. Mùi cá thơm lắm mọi người, tại vì mọi người không có nghe được nha, thơm quá. Mình vừa nướng cá mình vừa canh cần câu nha mọi người. Gọi điện cho mọi người xem cá, cá ngon lắm nha. Còn cá cháp này nướng ăn cũng khá ngon nha mọi người. Nó đưa cái đít nó vô, tao buộc cái đầu này nè. Mấy cái đầu bự này tao để ở ngoài nè, đít vô trong nó kẹp. Mày để cái đầu trong, đầu ngoài nó không có đầu hết trơn. Cái cần màu xanh chuông reo mọi người. Đây mọi người ơi, cá mú, trời ơi dính con cá mú nó rồi, đã quá rồi. Lấy giật đi Phúc, lấy giật đi. Thôi đừng xách lên nó đứt vậy. Xách lấy giật đi. Cá mú mọi người ơi, cá mú. Ký có á, ký lô có. Ăn cá nướng xong rồi ăn cái ổi này mùa, cái ổi này quá ngon. Đồng chí kia còn ngồi ăn cá nướng nè. Ăn quá nhiều à, ăn ổi ở ngon nha mọi người. Từ từ ngồi, lấy cái đó rút xúc đi, từ từ coi nha. Mà dính cái gì mà nó lam sùm nữa mọi người. Đâu cái gì vậy? Đâu
nó không sụm nha. Đâu đâu. Không? Ngon cũng ngon. Kéo đi sao đi sà nù vậy? Súng đi, súng đi. Anh bước chơi đi, bước chơi đi, em tặng đi. Hình như còn dính cái gì nè. Tôi có một chỗ người coi, em này cũng đẹp trai đó. Sao còn cũng dính con này cũng hơn nửa ký nha mọi người. Dính nữa rồi mọi người. Đâu còn con nữa, còn con hả? Đây mọi người. Con này bự lắm nha. Bằng tay á. Ở dưới rồi, mọi người ở đây đừng cầm sạch thôi rồi chê lon hả? Con này bự lắm nha mọi người, lon nó giờ làm ăn được lắm á. Rồi gỡ đi cá lắm mọi người, chuồng reo là có cá nha mọi người. Đây mọi người, cá hồng nè, hồng đốm nha. Tối giờ ngủ, bây giờ dậy thăm câu mọi người, thăm câu bốc mồi, câu có ống đục nữa có không nha. Câu xong giờ làm cá nè mọi người. Cá về cho nó gọn gàng về nhà khỏi làm mọi người. Tổng kết cá hôm qua là hai cá mú ngon này với con à. Này cá ngát. Này cá ngát nè. Còn là cá hành không mọi người? Cá hành cá đục. Cá đục lần này ít quá. Còn con này là con cá chép nè. Chép mà nó bự lắm nha, con này thấy nhỏ mình không câu được cá lớn. Ủa, con cá gì lạ không cho mọi người xem. Đại ca này là cá căng nha mọi người, đâm chảy máu, con này dữ, nó hung hăng lắm, thịt nó ngon lắm nè. Chào mọi người coi. Ủa, con gì nữa không? Ủa, sao đâu con còn sống rồi ta? Hay gì? Thì con dính sắp cùng nó chưa chết á. Còn này cá đối, mà cá đối này nhỏ, cá đối này vớt dính cho muốn câu mọi người. Te. Rồi để làm cá mọi người. Rồi giờ lên đường về mọi người. Ghe đưa mình về bến rồi mình đi về mọi người. Giờ kết thúc chuyến hành trình câu kéo của mình mọi người. Giờ dọn đồ về nè. Đồ đạc quá trời luôn. Được khoảng 7-8 kg cá vậy thôi nha mọi người. Cá nãy Will cho mọi người coi lúc làm rồi đó nha. Đây là ngay chỗ Thừa Đức nè, cái cảng này. Cảng là điện gió nè mọi người. Rồi tạm biệt Bình Đại nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ nha mọi người. Bye bye mọi người.